heo này nó ưa xài thấy dữ dằn luôn á cả nhà. Nè ăn thoải mái đi, cho nó ăn quen rồi là ăn quá trời quá đất luôn, tại cái xài này nó ngọt chứ lắm. Xài này gọi là xài Đài Loan nha. Cho cái ô này ăn mà mấy cái ô kia nó không ăn á là nó nè. Con heo rừng á thì cái da nó, các bạn nhìn thấy cái lông của nó nè, lông rất là dày ha, nó dày và nó cứng đó. Con này là bố của nó là F1 nha, con heo đực này nè. Mình nuôi chuộng thì mình nhìn con nào ra con nào mình nhìn là mình biết, thì cái con nào mà nó giống nó tốt thì mình sẽ để lại làm giống, còn con nào không tốt vài bữa nữa mình thiến nó nha. Ăn thấy thảy xài vô, nó ăn thấy mê không? Mọi người xem kênh của mình nhớ bấm đăng ký nha, bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Mình sẽ ra nhiều cái clip và giải đáp những cái câu hỏi nào mà được cả nhà quan tâm nhiều nhất á, thì mình sẽ giải đáp cho mọi người xem nha. À, đặc biệt là khi mà chúng ta nuôi heo, mọi người nuôi mà lưu ý thì nên là khi cỡ này nè, trước cỡ này luôn, cái lúc tách bầy là mình nhớ là tách con đực với con cái ra riêng nha, để không thôi là nó sẽ bị cái tình trạng là có chửa quan á. Tại vì con heo cái, heo rừng này là nó cỡ mười mấy ký là bắt đầu là mình thiến, là bắt đầu là nó lên giống rồi. Heo cái mười mấy ký là nó lên giống rồi. Mình nếu mà mình nhốt chung á thì con heo đực nó sẽ nhảy, con heo cái nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là con heo cái nó có chửa quan. Thì còn cái con heo cái là khi mà chúng ta nuôi thì nó phải được tầm khoảng tốt nhất là trên 40 kg thì mình khối là nó đạt nhất nha. Cái này là mình nhắc đi nhắc lại hoài, có một số anh chị em điện thoại hỏi mình đó thì mình cũng trả lời. Và nếu mà hy vọng là chúng ta coi được cái clip này, chúng ta mới khỏi hỏi về cái vấn đề này nữa nha. Heo đực thì nó mười mấy ký nó cũng nhảy được, mà heo cái mười mấy ký nó cũng có khả năng nó lên giống và nó cũng có khả năng nó mang bầu khoảng 18, 19 ký, 17 ký á. Mà bầu lúc đó nếu mình phối người ta gọi là chửa quan, tại vì con heo nó không có đủ sức á. Rồi mình nếu mà mình phối sớm quá thì con heo nó không có đủ sức để nó nuôi con, thì dẫn đến tình trạng là con heo cái nó sẽ đẻ con, cái lúc nó đẻ con là con so nó sẽ yếu và nuôi nó không có đạt. Mấy cái chuồng này là cái đợt này heo của mình cũng tương đối nhiều á, cho nên là mình không có tách nó ra riêng được, chưa có kịp chuồng để tách nó ra riêng, nên nhốt chung chuồng 17, 18 con. Heo này dài bữa thiến nè. Heo giống thì mình bán tại trang trại nha, chỉ hỗ trợ ship là khi là mua cái số lượng nhiều thôi. Còn nếu mà mình có ship đi đâu á, mọi người có nhu cầu đặt heo giống thì cứ liên hệ trực tiếp mình. Số điện thoại là 0931043234, 0931043234, mình trao đổi trực tiếp ha. Nếu mà bán thì bán tại trang trại, còn nếu có ship thì là mọi người hỗ trợ tiền ship cho shipper nha. Hai cái này nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, dữ dằn, không có thiếu chuồng, mình nhốt quá trời nhiều. Đực cái lộn xộn mà toàn là đực thì nhiều, cái thì ít. Những cơn mưa đầu mùa nha cả nhà, cho nó ăn qua hết con đợt ổi rồi đó. Xoài nè, xoài Đài Loan. Khi mình nuôi heo rừng mình có điều kiện mình tận dụng, mình nuôi cá với mương cũng được, càng tốt. Tại vì như vậy thì mình sẽ những cái thức ăn thừa mình thải xuống cho cá nó ăn rất là hiệu quả. Xoài nè, đây ô này cũng y chang vậy luôn,
tách bầy đợt chỉ 50-60 con, 100 con. Heo này hổm gà nó ăn xài nhiều quá, nó bị nóng trong người. Mai mốt đi mua, mai đi mua vài ký sọt Bethon giải độc cho nó. Mình cho ăn, cái chế độ mình cho ăn cũng tương đối là nó phải cân bằng nha cả nhà. Khi mình cho ăn nhiều quá hoặc là này kia thì như cái bài này các bạn thấy không, có mấy con à. Mắt nó nóng, nó đổ gàng á. Thì như vậy là mình phải biết trong bầy là heo mình đang có cái dấu hiệu là nó bị nóng trong người á, thì mình phải mua cái sọt Bethon á, cái sọt Bethon để mình giải độc gan, chứ không phải mình nuôi rồi mình bỏ thí đâu nha. Mình nuôi cái số lượng nhiều á thì mình phải lưu ý, đôi khi là có 1-2 con mà nó có những cái dấu hiệu khác lạ là mình phải lưu ý liền, rồi mình phải theo sát nó để tránh hiệu ứng domino. Để một cái trang trại nó heo nó rất là nhiều mà đừng có để cho nó bị cái con này nó bị bệnh, thì nó kéo theo là cái sức đề kháng của con kia nó cũng, nó mạnh thì không nói nhưng mà nó yếu là nó bị bệnh, nó lây á. Như cái ô này là của mình nè, hồi mình đi mua nè, thấy không, mắt nó đỏ vậy là nó chứng tỏ là nó nóng trong người nha, nè đỏ ngầu luôn á. Mấy con này là mình, một là mình, nhưng mà mình nên trộn. Tại vì khi mà mình cho ăn hổm gà, mình cho ăn ba cái sòi nó quá trời nhiều, ngày mà cho ăn mà mấy trăm ký không, nó dẫn đến tình trạng là con heo nó nóng. Sòi này ăn nhiều nó cũng nóng. Rồi nó nóng thì nó sẽ dẫn đến, nó sẽ có những cái biểu hiện ở ngoài trước. Ví dụ như nó đỏ, mắt nó đỏ giống như con này nè. Nó thì mình biết là mình nên là can thiệp sớm bằng cách là mình mua cái thuốc giải độc về, ra tiệm thuốc thú y mình mua sọt Bethon về. Mình trộn cho heo nó ăn. Rồi mình sau đó mình sẽ ngưng bớt sòi vài bữa. Thì đối với những cái loại kia cũng vậy thôi. Thì cái gì cũng vậy, khi mà thức ăn mình phải cho ăn nó phải có một cái liều lượng nhất định. Chứ nếu mình cho ăn nhiều quá thì cũng chưa chắc là nó tốt nha. Hổm gà tại biết sao không? Ba cái sòi của này của mình đó là mình để tới bữa nay như vậy là nó cũng dữ lắm rồi. Nó dạng như nó chín, mình sợ nó thối á. Thật ra người ta cho nhiều lắm mà mình lấy ít, rồi mình ép cho mấy con heo này nó ăn, nó dẫn đến tình trạng đó, nóng trong người. Nuôi heo rừng này thì cái quan trọng, một trong những cái mà mình cũng rất là lưu ý, mình quan tâm á, khi mà bà con nuôi là mình phải tận dụng được cái nguồn thức ăn giá rẻ. Tại vì con heo rừng này, đặc biệt là những con heo rừng lai máu cao nè, thì nó lớn, cái sức lớn của nó, cái máu mà nó cao chừng nào thì cái sức lớn nó chậm chừng nấy. Như những cái dòng này là cái này là cái bầy này là bố của nó là F1, thì một tháng nhiều khi nó lớn, mấy con nó lớn tầm khoảng 3-4 kg. Mình bán heo thịt, mình bán nó chậm lớn như vậy, tức như ngày nào nó cũng ăn. Thì khi mình nuôi mình phải cố gắng tận dụng được cái nguồn thức ăn giá rẻ. Đó là một trong những cái chi phí, một trong những cái lợi thế của mình. Tại vì đặc biệt là như là năm nay là năm 2023, đến hiện tại là tháng 4 rồi. Thì cái chúng ta đã biết là cái kinh tế nó khó khăn và cái sức mua của nó cũng giảm, ảnh hưởng đến cái giá cả. Thì cái giá của heo rừng nó cũng ảnh hưởng theo. Cho dù mình có cái sản phẩm chất lượng cỡ nào, nhưng mà khi mà bị chi phối bởi cái giá chung thì giá mình cũng ảnh hưởng một phần. Thì khi mà con heo nó chậm lớn đồ này kia đó, hoặc là nó lớn không giống như mình mong muốn, thì một trong những cái lợi thế trong chăn nuôi mà mình nghĩ bất kỳ làm cái gì cũng vậy, đó là tận dụng được cái nguồn nguyên liệu, cái nguồn thức ăn giá rẻ. Thì đó là một cái lợi thế của mình, đặc biệt là cái lợi thế trong chăn nuôi heo rừng nha. Xài này thì nó ăn nhiều thì nó bổ, ăn ít thì nó bổ, nhưng mà ăn nhiều thì dẫn đến con heo nó bị nóng.
heo này là nuôi 4 tháng. 4 tháng thì thường là 4 tháng heo nó trung bình nó được khoảng 15 kg nha. Chậm lớn ghê không? Vào đầu mùa mưa thì mình cũng lên cái clip này mục đích là mình cũng muốn nhắc nhở mọi người luôn là chúng ta nên lưu ý là cái chuồng trại á, là chúng ta phải bắt buộc là cái chuồng trại mà khi chúng ta tìm hiểu chúng ta xây á, thì mình phải cái mùa hè nóng bức thì mình phải làm cho cái chuồng trại mình nó rất là thoáng, còn mùa đông á, tức là cái mùa mưa á, thì nó phải tránh cái hiện trạng là cái hiện tượng là mưa tạt gió lùa nha. Điều đó nếu mà cái chuồng của mình mà bị gió lùa nhiều quá hoặc là bị mưa tạt thì nó dẫn đến là con heo này nó rất là dễ bị một cái bệnh, đó là cái bệnh viêm phổi. Thì mình cũng có lên cái clip để mà cách nhận biết cái dấu hiệu, nhận biết cái bệnh viêm phổi và cái cách phòng trị bệnh viêm phổi rồi đó. Mọi người xem được cái clip của mình đó thì hoặc là có vô những cái clip của mình xem đó thì có cách hướng dẫn cách phòng và cách trị. Cách phòng thì mình chỉ có một số cách duy nhất, tất nhiên là mình phải chích vaccine và mình phải làm chuồng trại mình cho nó hợp lý. Còn cái cách trị thì mình cũng có úp cái thuốc lên để mà khi mà heo của mọi người mà gặp cái tình trạng bị viêm phổi là trị đó nha. Mọi người xem cái clip đó có đó. Mưa nè, như mưa nhưng mà mình vẫn giữ cái chuồng trại mình là nó rất là, chuồng trại thì đảm bảo lúc nào cũng phải thông thoáng và nó sạch sẽ hết nha. Thấy im im gì chứ, dưới là có cá đó mọi người. Hôm nay mình giục ba cái xài thúi rồi đó. Xuống dưới bể cá nó ăn không sể bởi gì mà cái nước nó thúi á. Giục đại nè nha. Lâu quảng cáo bữa dục không có con cá nữa trên trời. Rồi cá nó chưa lại mọi người ơi. Chuồng nào cũng đầy ấp heo hết. Xung quanh nè. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.